Tiếp tục live trưa của ngày mùng 6 nha anh em. Trưa hôm nay lấy quần lính đồ Mỹ đã qua sử dụng. Đầu là em lên một cái quần mưa, ai chưa có áo mưa chốt quần mưa nha. Quần mưa này thì báo cáo là con này không có ngon lắm rồi đâu nè. Đấy. Ở trong này thì rong là ok, nhưng mà ở trên này em thấy tự dưng mở ra thì lốc một phát này này. Bên mấy bên này thì ngon lành lắm. Đây. Em dòm này. Không, vẫn ngon lành ấy, nhưng mà chỉ có cái góc ở đầu vừa mới vào cái thấy nhìn không ngon. Nói chung là thấy sao nói vậy nha anh em. Em là như cái máy gọi là robot, thấy là phản ứng liền nhưng còn không có đánh giá theo kiểu gì nữa hết. Con này là bụng 106, cái tem sai mất rồi nha. Con này bao hàng cấp phát nhưng mà mất tem sai rồi. 106 anh em có thể đôn về được 80 cũng được, bao nhiêu cũng được hết. Có đai đôn này, có cục đôn á. Dài quần 110. Báo cáo anh em cái này áo mờ số 5 là sử dụng bằng cái dây này nhé. Đây. Ai mà có áo mờ số 5 mà chưa có dây á, mua cái áo hay cái quần này về chôm cái dây bỏ qua này. Chôm mà gọi là mượn á, khi nào cần thì trả lại. Rồi chỗ cái quần này nó bị dính một chấm dơ này. Quần đẹp. Quá trời là đẹp luôn mà, 93 đến 95%. 300.000 mã 26, nó chỉ dính một chấm dơ bớt luôn nha. Dính một chấm dơ bớt luôn. Tiếp một cái quần kaki 6 túi hộp. Con này là bụng 74. Bụng 74. Hàng cấp phát của lính Mỹ, dài 106 nha em. Đẹp trai ha, con này đẹp trai, giá lao động mà đẹp trai ha. Từ trên này xuống đều và đẹp, nhưng mà chỗ này nó bị cái gì quạt lên phát dơ chứ không có phải lụng rách. Bên này cũng đều đều hết nha. Cái bụng bé thôi. Đẹp, con này thì đang đi lấy được 10 vợ đó. Rồi 350 mã 25 giá lao động nha. Không có đáng gì để bắt con này phải mua rẻ hết á. Nhưng mà cái tội là người bán người bán có vấn đề. Mã 25 350. Tiếp một con áo Paka, con này như N2V á. Con này của hãng Alpha này, Philos của hãng Alpha Salad. Salad Made in China, China. Made in China sản xuất nha. Paka này là màu xanh hơi bị đẹp. Dài áo là 70. 70 thừa lưa trên vết 7 đúng không anh em? Thừa lưa luôn. Dây kéo là dây kéo bằng nhựa này. Thì cái bông nhựa màu thì đẹp đỉnh luôn. Quá trời mà chất liệu của nó đẹp lắm. Ở đây nó bị dính một chấm dơ nhẹ nhẹ thôi. Dơ này giặt ra nhá. Em báo cáo anh em, thông thường những con như vậy anh em mua 3-4 triệu đó. Con này đẹp quá. Đồ mới còn cao nữa chứ. Nhưng mà cái nút bị bể mất nút này. Nó bị ép kíp và bể mất nút. Anh em có thể đưa nút trên này xuống cũng được. Mà dưới này có ít người sử dụng lắm. Cái nút này nó kỳ cài. Nó có cái nút nào dự bị không biết mà. Đẹp không? Màu đẹp, chất liệu của nó cũng đẹp. Con này là 85kg, 85-85kg. Đấy. Chiều dài là vi vu vu vi nha. Rất nhiều cần, nhiều người cần cái chiều dài này. Chốt 1 triệu mã 24. 1 triệu mã 24. Tiếp con rần ri này là chiếc vải caro này. Form này nó bẩn body như áo quần bánh tỉa nha nhé. Ôm. Bụng là 74. Nhỏ chút ép à. Dài quần là 94. Hơi bé. Con này cái tem size là 28. Mà con này chuẩn không phải của Mỹ. 100 cotton made in China này. 100 cotton made in China. Nhưng mà 100 cotton nha. Nhưng mà ôm body này, ai thích body cho nó gọn gàng thì chốt con này, có vết in nút rồi đó. Cái này là cái nút hằn lên chứ không phải in ha. Rồi 100 cô tông, 93-95%, 400.000 mã 23. À, hôm anh nào dặn có con tóc chiến hay là màu đen ghi lê thì gọi anh này. Con này này, con này là mùa đông, ghi lê mùa đông nhưng mà không phải của lính đâu. Vai là 54. Chất vải kaki dài 72. Ở trong này nó bị tép mất rồi. Tức là đây có lớp mút này. Nhưng mà nó bị rách một đường.
size là X-Large Regular. Con này không phải của Mỹ nè, mình cho là vào thời trang thôi nha nhé. Cái phần chỗ này là chắc có một cái tem nữa, nó gỡ, nó bị rách. Túi thì đẹp, con này chắc vải kaki mà túi này là bụi lắm á, rất là ngầu á. Mùa đông nha nhé, mùa đông nha, mùa hè thì con này giảm cân mất đấy. Con này chỉ dành vào mùa đông thôi. Dây kéo, dây kiệt gì thì ok. Ngon lành cành đào, dây kéo đồng và đúc bấm. Con này 8-90 clip, độ mới là 93-95%. Sau này có đuôi tôm à? Có một chút đuôi tôm này anh em này. Chốt cho em 500.000 mã 22. Tiếp con ong nỉ. Ong nỉ màu xanh lục chiến. Đấy, nỉ nha. Áo mùa đông mà trong này không có tem. Không có tên. À có. Con này hàng châu Âu. Áo này Canada à ta? Con này của nước nào á? Đây nè, hàng này cũng hàng hiệu đàng hoàng á. Nhưng mà không biết của Chanel. Không biết của nước nào hết á. Nó hàng của nước nào không biết. Màu xanh thì đỉnh nha. Nỉ, lem nỉ á. Màu thì đẹp lắm, chất liệu cũng ok. Dài áo 71, mới 96%. Toàn bộ là len vào mùa đông, nỉ vào mùa đông nhé. Mùa đông nhẹ thôi. Hai cái túi cho bá lửa này. Con này là 85, 75, 85 ký. Rồi, ai ứng chốt cho em 300.000 mã 21. Không biết nước nào nha. Em không biết nước nào nha. Tiếp con này vải kaki, hàng cấp phát của Linh Mỹ. Sunny kaki vai 51. Vai 51 là 85 kg, dài áo là 80, 75 85 kg. Con này 1 2 3 4 5 cái tem. 6 7 7 cái tem. 7 tem 350.000. Đều có vết in nút rồi đó. 93. 93 95% ha. Không có bị gì hết, chỉ có cái hằn nút thôi. 75 85 kg. Ai vừa con này chốt cho em 300.000 mã 20. Em nói tiền tem không là đủ, còn con áo này là tặng tem, tặng áo anh em. Tiếp một con Canada mùa hè này, chất vải hạt cát. Canada mùa hè nhá, nhớ cho em mùa hè nhá. Vai 55-90 kg. Dài áo là 77, cao 1m7 ha. 1m6-1m7 cũng được. Trên 90 kg. Canada này, coi có cái tem cái tủng gì không. Con này đời sau này cho nên tem xanh, tem xanh nhá. Cái này men đều màu em, men đều màu hết nha. Xanh cũng đều màu hết nè. Rồi, ok. Chỗ này là nó bị cái gì đấy. Con này không có bị gì hết, cái sợi chỉ nó thừa thôi. Con này là 93-95%. Canada 75-85 kg, 90 là bụng thon gọn vẫn thâu được. 450 mã 19. Nói chung là con này là dành cho người bụng to đó, 75-85 là người bụng to đó. Tiếp con này là vải như M số 5 dày nhưng mà nó mềm mại như satin á. Nó mềm mà màu là màu cổ á. Vai là 51-52. 7-80 kg và dài áo của nó là 79, cao trên 1m7. Con này là hàng của cái gì? China hả? Xem M của China này. M51 của China. Cổ đều màu nhé. À, cái con gatu bồ hôm màu cổ đó. Có người chốt chưa nhỉ? Rồi bây giờ gặp con này màu cổ úa này. Vải satin rất là mềm và mát. Cổ này thì ống tay này đều màu và đẹp. Nói chung con này chất liệu, em thích cái chất liệu thôi. Ở đằng sau là màu hổng có đều nha em ơi. Cái màu em nhìn thấy nó toang chưa. Màu cổ úa mà có chỗ này nó bị như kiểu là bị một cái gì nó làm cho tản màu. Cái màu nó phân tán. Rồi, thân khác thì ok. Cái chất liệu nó mát lắm. Chất lượng của nó thì em không biết, nhưng mà chất liệu bẩn thì nó mát. Dây kéo là dây kéo đồng. À,
70-80 kg. Đấy. Anh em để cái màu màu bị bạc sau giùm em. Nhưng mà nó màu, nó loang màu thôi. Nhưng mà chất vải chỗ đó không phải là bị mòn mỏng, chỉ do bị màu á, không hiểu lý do. Cái đó mà em không hiểu. 250 mã 18, 250.000 mã 18. Tiếp con M51, M51 của Linh Mỹ nha nhé. Con này là vai 51 small, dài áo là 79, small regular 70-80 kg, cao 1m7 trở lên, mất cái tem này. Con này là khóa của thằng M51 nữa ha. Ở đây này, cái đầu cài, đầu vào, đầu ra. À, con này ba tem mà lủng lẳng, mất tem hết rồi, còn có một tem nữa, teo reo nữa. Rồi, con này là té tua xong ướp, nó may một cái mạng một cái tem đây này. Không biết đây rất lủng hay sao mà mạng một cái tem đây rồi đó. Đấy, con này xuống đều màu, màu hanh mà xuống đều màu. Đây có vết gỡ tem nhé. Đều, rất là đều. Vải thì lì luôn này, đúng không? Vải thì đẹp, nhưng phần trăm con này thì được có 85 mà. Nhưng mà màu rất là đều, đều chuẩn đều luôn. Kể cả cái cổ tay vẫn chưa có bị nổ nha. Cái màu của nó tiệp như vậy đấy. Khóa là khóa kinh bướm mới đâu nhé. Khóa kinh bướm mà. Hồi nãy em đo cái vai con này chứ. Vai 51 này, 51, 52 là medium. Nhưng mà không biết là 52 có những con small của có. Rồi con này là cho 70 kg đi, 80 vẫn được. Con này medium á, nhưng mà nó rút ở đây này. 70-80 cũng được, 60-70 cũng được. 80 thì mở mấy cái dây này ra, cái màu ấy xuống màu đều, mà chắc chắn là cái màu của nó như vậy, phải không anh em? Thì lúc này nói về phần trăm của con này thì chưa có bao nhiêu hết, nhưng mà cái màu của nó. Rồi, ai thích thì chốt 600.000 mã 17. 600.000 là mới bán cái dây kéo thôi nhá, cái kéo nhôm này. 600.000 là bán dây kéo tặng áo đó. Còn cái chỗ này á, nó dán lên, không biết có rách có lủng hay gì không biết, nhưng mà nó dán lên này. Em cũng không có kiểm tra được cái này, phải lật cái túi ra. Lật cái túi ra thì có nó có mạng, à nó dính keo, nó bị dính sơn, bị dính cái gì á, cho nên nó may cái này để nó che, không có sao, xử lý được. Mà trong lúc con áo bán dây kéo tặng áo mà, chốt cho mấy em nha. Tiếp con này là hóa tiết, hay gọi là lá cây rừng, lá cây lá khô, cành cây lá khô. Vai của nó là 58 và dài áo 67, phong bơm bơ nhé. Phong bơm bơ nha. Ai thích nhẹ nhàng quất con này này. Con này không biết nước nào em. Con này của dòng đi xanh nhưng mà small. Đấy, tem đây 150 cotton. Nói chung là dòng đi xanh. Cái thằng thương hiệu này là không phải là quần què đâu. Con này mùa đông nha em. Cái thương hiệu đó là dòng đi xanh nổi tiếng đó, của hãng, mấy cái hãng răng gơ, vì mấy cái hãng mà cho dành cho lính, mày lính đi săn là đâu phải bình thường đâu, đúng không? Con này là 85 kg. Rồi, đồ mới là 93-95%, 300.000 mã 15. Hết ạ. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn gặp lại anh em tối nay 7 giờ nha em. Nếu anh em có nhu cầu thì theo dõi like giùm em nhé. Ưng cái nào thì alo cho em. Em cảm ơn và bye, hẹn gặp lại.